Có lẽ đầu tiên thì cũng nên nhắc lại một cái số cái tính chất đã được nêu trong tuần qua. Tính chất thứ nhất nói rằng là định thức bằng không nếu thỏa một trong các điều sau đây. Nó có một dòng bằng không hoặc một cột bằng không. Hai dòng nó bằng nhau hoặc hai cột nó bằng nhau thì định thức bằng không. Có hai dòng hoặc hai cột tỷ lệ với nhau, định thức bằng không. Tính chất thứ hai nói rằng là định thức của một ma trận tam giác, của một ma trận chéo, nó bằng tích các phần tử nằm phía trên đường chéo chính. Như vậy thì các em thấy rằng là qua hai cái tính chất này, thì khi mình nhìn vào một cái định thức, nếu định thức đó nó là cái dạng đặc biệt như thế này, thì rõ ràng ta không cần phải khai triển gì cả, ta thấy ngay được kết quả định thức đó là bao nhiêu. Những tính chất tiếp theo, định thức không thay đổi khi khai triển theo một dòng hoặc một cột bất kỳ. Cái tính chất này nó cho phép mình á là không nhất thiết phải khai triển định thức theo cái cột thứ nhất như trong định nghĩa, mà mình có thể chọn khai triển định thức theo một cái cột nào đó hoặc một cái dòng nào đó mình thấy đặc biệt. Đặc biệt ở đây là nếu nó có càng nhiều phần tử bằng không thì cái việc tính bằng cái khai triển theo cái cột đó, theo cái dòng đó nó sẽ đơn giản hơn. Tính chất nữa là định thức đổi dấu khi đổi chỗ hai dòng hoặc đổi chỗ hai cột. À, khi ta đổi chỗ hai dòng nào đó cho nhau, lập tức định thức đổi dấu, hoặc là đổi chỗ hai cột cho nhau, định thức sẽ đổi dấu. À, ta có học vào tuần trước một cái tính chất nữa là nếu nhân số k cho một dòng hoặc một cột định thức thì định thức mới bằng k lần định thức cũ. Ở đây cần phải nhấn mạnh lại một lần nữa rằng là khi em nhân một con số k với một định thức thì em chỉ nhân nó với một dòng nào đó của định thức hoặc nhân nó với một cột nào đó của định thức, chứ không phải như là nhân một con số với một ma trận là đem nhân cái số đó với tất cả các cái dòng của ma trận đó. À, định thức ta học tuần trước nữa là định thức của ma trận tích thì bằng tích của hai cái định thức. À, định thức của A nhân B thì bằng định thức của A nhân định thức của B. Thế trong buổi học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những định thức còn lại. Tính chất thứ bảy nói rằng là định thức của ma trận A thì bằng định thức của ma trận chuyển vị của nó. Ví dụ như thế này, người bắt mình tính định thức D như trên bảng. Ở đây á, là A, B, C, D, E, F, mà T, rồi I, N. Đây là những con số. Các phần tử trên đường chéo chính của cái định thức này nó là số 0. À, đây, tất cả là số 0. Bây giờ hỏi rằng định thức này bằng bao nhiêu? Khi tính định thức này thì rõ ràng mình thấy rằng là nếu khai triển định thức theo một dòng hoặc theo một cột thì nó cũng tương đối phức tạp. Tại sao vậy? Tại vì định thức này định thức cấp 5. Em khai triển á thì em chỉ có một dòng là, hoặc một cột nó chỉ có một số 0 thôi. À, cho nên những định thức cấp 4 còn lại tính nó rất là dông dài, đặc biệt ở đây họ cho toàn là chữ không. Toàn là chữ không thì nhìn vào đó để đơn giản đi ra rút còn lại hết sức là khó khăn cho mình. Thử nhìn kỹ xem là cái định thức này nó có cái gì đặc biệt không. Thì ta thấy nè, cái dòng thứ nhất của nó nếu đổi dấu thì các cái phần tử trên dòng này nó gần giống, nó giống như là các phần tử ở trong cái cột thứ nhất này. Đây này, đổi dấu mình được này, không này, A này, B này, C, D. Đây không A, B, C, D. Nếu ta đổi dấu cái dòng thứ hai thì là trừ A, không, E, F, X. Thì đây, trừ A, không, E, F, X. Các phần tử nó giống như là các phần tử của cái cột thứ hai. B, E, không, trừ T, trừ Y. Đổi dấu thì đây, trừ B, E, không, T, Y. Như vậy rõ ràng là cái định thức D này hình như nó có cái mối liên hệ gì đó giữa cái dòng với cái cột sau khi đổi dấu. Mà cái sự liên hệ giữa dòng với cột, đổi dòng thành cột, nó gợi ý cho mình
ma trận gì các em nhớ không? Đó là ma trận chính vị. Ma trận chính vị của ma trận A, xin nhắc lại, đó là một cái ma trận mà ta đổi cái dòng thứ y của nó thành cái cột thứ y, đổi dòng 1 thành cột 1, đổi dòng 2 thành cột 2. Vậy thì ta thử nè, đổi dấu tất cả các cái dòng của D. Đổi dấu có nghĩa là mình sẽ nhân trừ 1 vào các dòng. Lấy trừ 1 nhân dòng thứ nhất, lấy trừ 1 nhân dòng thứ hai, lấy trừ 1 nhân dòng thứ ba, trừ 1 nhân dòng thứ tư và trừ 1 nhân dòng thứ năm. Như vậy là trừ 1 lũy thừa 5 nhân với D. Nó bằng gì? Khi em nhân trừ 1 vào dòng thứ nhất, nó đổi dấu, ta được dòng thứ nhất có dạng như sau. Đổi dấu dòng thứ hai, lại đổi dấu dòng thứ ba, dòng thứ tư và dòng thứ năm. Rồi, như vậy thì trừ 1 mũ 5 nhân D thì chính là cái định thức này đây. Bây giờ nè, nếu như em thấy là cái cột thứ nhất này nè, cái dòng thứ nhất của định thức này nè, nó giống cái cột thứ nhất của định thức D, đúng không nè? Vậy thì nếu bây giờ mình đổi dòng 1 thành cột 1, đổi dòng 2 thành cột 2, đổi dòng 3 thành cột 3, đổi dòng 4 thành cột 4, như vậy đó, dòng 5 thành cột 5, thì cái định thức này nó biến thành định thức này, đúng chưa? Vậy thì cái định thức này nè, có phải nó là định thức của cái ma trận chuyển vị của cái ma trận A này không? Như vậy ta có định thức này bằng DT. Nhưng mà theo kiến thức 7 ta vừa học rằng là định thức của ma trận A thì bằng định thức của ma trận chuyển vị của nó. Như vậy thì ta có nè, trừ 1 mũ 5D thì bằng DT, mà DT thì bằng D. Như vậy ta có cái gì? Ta suy ra rằng trừ 1 mũ 5 nhân với D, tức là trừ D, nó bằng D. Trừ D bằng D, ta suy ra D bằng 0. Vậy là chỉ cần vận dụng tính chất kết hợp với cái khái niệm về ma trận chuyển vị, ta đã tính được định thức D bằng 0 mà không cần khai triển gì cả. Các em xem ví dụ thứ hai. Cho A là một ma trận vuông cấp 2 mà có định thức của ma trận 3 lần AT bằng trừ 54. Hỏi rằng là định thức của ma trận A là bao nhiêu? Thế ở đây thì nó có liên quan đến định thức của KA nè. Cho nên chúng ta sẽ áp dụng cái công thức mà đã được chứng minh trong tuần trước. Ở đây nhắc lại, định thức KAN thì bằng K mũ N nhân với định thức A. N ở đây là cấp của ma trận A. Em áp dụng công thức này cho định thức 3AT thì lúc này K là số 3, AN ở đây chính là AT. N là bao nhiêu? Thì đây, để cho ma trận vuông của mình là một cái ma trận vuông cấp 2. A là ma trận vuông cấp 2 thì đương nhiên là AT cũng là một ma trận vuông cấp 2. Vậy theo công thức ở trên ta được là 3 mũ 2, đây 3 là K nè, N là 2, 3 mũ 2 nhân với định thức AT. Như vậy là bằng 3 mũ 2 nhân với định thức A, bởi vì tính chất ta vừa học rằng là định thức của ma trận AT thì nó bằng định thức của ma trận A. Vậy ta có điều gì? Thế vào đây, như vậy ta được là 9 lần định thức của ma trận A nó bằng trừ 54. Cái định thức 3AT này nè, ta vừa chứng minh được là bằng 9 lần định thức của ma trận A trừ 54, viết lại nè. Thì ở đây suy ra một cách dễ dàng rằng định thức của A bằng trừ 6. Tính chất thứ 8, định thức không thay đổi khi thay một dòng bằng cách cộng nó với K lần một dòng khác. Ta làm việc theo dòng cũng được, hoặc là theo cột, thì định thức sẽ không thay đổi khi mình thay một cột bằng cách cộng nó với K lần một dòng khác. Các em lưu ý là thế này nè. Ví dụ như em muốn thay cái dòng thứ nhất mà để định thức không thay đổi á, thì mình thay nó bằng cách là nó giữ nguyên, mình cộng nó với K lần dòng khác, chứ không phải là mình nhân nó cho K rồi cộng với dòng khác. Hai cái điểm này nó khác biệt nhau đây.
Ví dụ thế này, ta cần tính định thức trên bảng đó. Đây là một cái định thức cấp 5. Cái định thức này có gì đặc biệt không? Thì định thức này nó không phải là định thức của ma trận tam giác, cũng không phải là định thức của ma trận chéo. Như vậy là mình không thể tính bằng cái dùng tính chất rằng là tích các phần tử trên đường chéo chính đường. Nó cũng không có cái dòng hoặc là cái cột nào tỷ lệ để mình kết luận rằng định thức bằng không. Bây giờ ta sẽ vận dụng cái tính chất đã học á để tính định thức này. Thế muốn tính một cái định thức cấp cao như thế này nè, cấp mà từ 4 trở lên á, thì người ta thường vận dụng cái tính chất vừa nêu, đó là định thức không thay đổi khi thay một dòng hoặc một cột bằng cách cộng nó với k lần một dòng hoặc một cột khác. Ta vận dụng tính chất đó kết hợp với cái tính chất đã học tuần trước, đó là định thức của một ma trận tam giác thì bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính. Ta vận dụng tính chất để đưa cái định thức này nè về định thức của một ma trận tam giác. Thì nếu đưa được như vậy thì lúc đó giá trị định thức chỉ còn là tích các phần tử nằm trên đường chéo chính. Bây giờ để đưa cái định thức này về định thức của ma trận tam giác thì các em để ý là ma trận tam giác tôi chọn là ma trận tam giác trên. Như vậy tôi sẽ làm cho các cái phần tử nằm phía dưới đường chéo chính này nè bằng không. Vậy trước hết tôi muốn tất cả cái phần tử ở cái cột thứ nhất mà nằm phía dưới đường chéo chính này nè trở thành là số 0. Tôi muốn đây là số 0, đây là số 0 và đây là số 0. Muốn như vậy thì ta làm thế nào nè? Ta sẽ giữ nguyên dòng thứ nhất, giữ nguyên dòng 1. Các em nhớ cách làm nha, để ý cách làm. Giữ nguyên dòng thứ nhất. Bây giờ để cho số 1 này nè trở thành là số 0 thì tôi sẽ lấy dòng thứ hai tôi trừ đi dòng thứ nhất. Chi vậy? Lấy 1 trừ 1 là số 0. Giữ nguyên dòng 1. Lấy dòng 2 trừ dòng 1 thì 1 trừ 1 ta được số 0 nè. Lấy 2 trừ 3 ta được trừ 1. 1 trừ 1 chỗ này là số 0. Trừ 1 trừ đi 0 là trừ 1. Rồi 1 trừ 2 là trừ 1. Như vậy được cái phần tử này là 0 này. Đây. Cái số 1 này cũng cần phải bằng 0. Vậy thì cũng giống như ở trên, ta tiếp tục lấy dòng thứ 3 trừ đi dòng thứ nhất. Kết quả cho ta nè, đây là 0 trừ 3, rồi 4 trừ đi 1, chỗ này là số 3. 1 trừ 0, chỗ này là số 1. 0 trừ 2, ta được trừ 2. Hồi nãy mình nói rằng là mình cần những cái số hạng, những cái phần tử nằm ở trong cái cột thứ nhất này nó bằng 0 nè. Thì ở đây á, cái dòng thứ tư này, số này đã là số 0 rồi. Vậy thì cái dòng thứ tư này ta để nguyên. Ta cần cái số 2 này cũng trở thành số 0. Vậy thì ta làm sao? Có phải là lấy dòng thứ 5 mà trừ đi 2 lần dòng thứ nhất. 2 trừ 2, 2 trừ đi 2 lần 1 bằng 0. Lấy dòng 5 trừ 2 dòng 1 để tính cho nó mau thì em làm thế này nè. Em lấy trừ 2 nhân với dòng 1 và cộng vào dòng 5. Nhân trừ 2 vào đây là trừ 2 nè, cộng với 2 nè, chỗ này là số 0 nè. Nhân trừ 2 vào 3 là trừ 6, em cộng với 3 thành trừ 3. Nhân trừ 2 vào chỗ này là thành trừ 2, cộng vào đây trừ 6. 0 thì nó vẫn là 0, cho nên cái số này vẫn là trừ 11. Rồi nhân chỗ này cho trừ 2 là trừ 4, cộng với 6 ta được số 2. Và theo tính chất vừa mới nêu thì khi em lấy một cái, ví dụ em thay dòng thứ hai bằng cách là thay nó, bằng cách là lấy nó trừ đi k lần dòng nào đó, đây là dòng 2 trừ đi 1 lần dòng 1. Lấy dòng 3 thay đổi nó bằng cách là trừ đi dòng 1 thì tính chất nó là định thức nó sẽ không thay đổi. Cái việc làm như vậy là không thay đổi giá trị của định thức. Như vậy thì ta sẽ có hai định thức bằng nhau. Ta đang dần dần đưa cái định thức ban đầu về định thức của một cái ma trận tam giác trên. Cái định thức vừa biến đổi là định thức này. Đây là đường chéo chính này. Các phần tử ở cột 1 là bằng 0 rồi nè. Em thấy chưa nè, rất tốt rồi. Thế bây giờ ta cần phải làm gì nè? Các cái phần tử nằm ở cột thứ hai mà phía dưới đường chéo chính này nè cũng trở thành số 0. Vậy thì làm giống y như hồi nãy.
ta làm sao ta giữ nguyên dòng 1, dòng 1 là tốt rồi, dòng 2 cũng tốt rồi, biến đổi dòng 3. Biến đổi dòng 3 thì lúc này nè, bước 1 là ta giữ nguyên dòng 1, còn bây giờ là ta giữ nguyên dòng thứ hai, ta lấy dòng thứ hai này làm chuẩn để ta xử lý ba dòng cuối. Thì bây giờ để cho số trừ 3 này nó là số 0 thì ta sẽ làm sao? Ta lấy dòng 3 trừ đi 3 lần dòng 2, trừ 3 dòng 2. Khi trừ như vậy thì cái dòng 3 nó sẽ biến thành là 0 này. 0. Em lấy nè. Em lấy dòng 3 trừ 3 dòng 2, có nghĩa là em nhân dòng 2 cho trừ 3 rồi cộng vô dòng dòng thứ 3. Em nhân đây cho trừ 3 thành cộng 3, em cộng vô đây phải là số 0 không? Rồi, nhân cái này cho trừ 3 cộng vô đây thì nó vẫn là số 3. Nhân trừ 3 vô đây, trừ 3 nhân trừ 1 là cộng 3, cộng với 1 nữa. Rồi, chỗ này là cộng 4. Chỗ này ta được số 1. Ta muốn các cái phần tử này nè nó trở thành là số 0 thì đây cái chỗ này là số 0 rồi. Như vậy là tốt rồi đúng không nè? Cho nên cái dòng thứ tư này ta để nguyên đi. Ta tiếp tục xử lý cái số trừ 3 này. Ta muốn nó trở thành số 0. Vậy thì ta nên lấy dòng thứ 5. Ta làm sao? Ta trừ đi 3 lần dòng thứ hai giống như vừa rồi. Lấy dòng 5 trừ 3 dòng 2. Khi trừ như vậy thì em nhân trừ 3 vào đây là cộng 3 này. Chỗ này có số trừ 3. Như vậy là kết quả chỗ này là số 0 này. Nhân cho trừ 3 để trừ 6. Ta được trừ 6. Cái chỗ này tính toán thôi không có gì. Nhân trừ 3 vào đây nó là cộng 3. Cộng 3 với trừ 11. Chỗ này là trừ 8. Chỗ này nhân cho trừ 3 thành là cộng 3. Thêm số 2 này nữa. Chỗ này là số 5. Em thấy nó gần gần. Nó đang đi về cái định thức của ma trận tam giác trên. Hai định thức này bằng nhau, cái công việc làm như thế này nó không làm thay đổi giá trị của định thức. Theo tính chất ta có hai định thức bằng nhau. Ta tiếp tục biến đổi định thức đó. Đây là đường chéo chính. Bây giờ muốn trở thành tam ma trận tam giác trên đó thì sao? Hai phần tử này phải là số 0. Rồi, làm tương tự như các bước vừa rồi thôi. Ta giữ nguyên dòng 1, dòng 2 và dòng 3. Em để ý nè. Có phải lúc đầu là mình giữ nguyên dòng 1 không? Mình lấy dòng 1 làm chuẩn để mình xử lý các dòng phía dưới. Sau đó, ngoài chuyện dòng 1 để nguyên, mình giữ nguyên dòng 2, dùng dòng 2 làm chuẩn để xử lý dòng 3, dòng 4, dòng 5. Bây giờ tiếp tục giữ nguyên dòng thứ 3 và sẽ lấy dòng thứ 3 làm chuẩn để xử lý dòng thứ 4 và dòng thứ 5. Giữ nguyên ba dòng đầu này. Ta lấy dòng thứ ba này làm chuẩn. Thì bây giờ muốn số 3 thành 0 thì có phải là mình sẽ lấy dòng thứ tư trừ đi dòng thứ ba không? Lấy dòng thứ tư trừ đi dòng thứ ba thì lúc này là 3 trừ 3 nó sẽ bằng 0, cái vị trí này này. Đây là số 0 này. Lấy 3 trừ đi 4 thì chỗ này nó sẽ là trừ 1. Lấy 2 trừ 1 chỗ này là số 1. Còn muốn bây giờ số trừ 6 biến thành số 0 thì hãy nhìn cái dòng thứ ba làm chuẩn này nè với dòng này. Có phải là muốn cái số trừ 6 này thành số 0 là ta sẽ lấy dòng thứ năm làm sao nè cộng với 2 lần dòng thứ ba đúng không? Khi em nhân cái dòng này cho 2 em cộng xuống dưới này thì dòng này nó sẽ là 6 trừ 6 bằng 0. Đương nhiên hai số 0 đầu tiên thì nó vẫn không thay đổi gì hết. Chỗ này là sẽ là số 0. Nhân 4 cho 2 là 8. Chỗ này trừ 8. Mất. Nhân số 1 này cho 2 ta được số 2 cộng 5. Như vậy cuối cùng chỗ này là 7. Hồi nãy giờ mình làm với cái mục tiêu là mình đưa cái định thức ban đầu người ta cho đó về định thức của ma trận tam giác trên. Thì em thấy trên bảng cái định thức cuối cùng rõ ràng nó là định thức của ma trận tam giác trên. Bởi vì các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính nó bằng không. Tôi làm nhiều bước như vậy với một cái mục đích là để cho các em thành thạo trong cái việc mà biến đổi từ một cái định thức không có gì đặc biệt về định thức của một cái ma trận
tam giác trên. Nhắc lại là cách làm như sau: đầu tiên ta giữ nguyên dòng thứ nhất, lấy dòng thứ nhất để xử lý các dòng phía dưới. Sau đó bước tiếp theo sẽ là giữ nguyên dòng 1 và dòng 2, lấy dòng 2 làm chuẩn và xử lý các dòng phía dưới. Tiếp tục giữ nguyên dòng 1, dòng 2, dòng 3, lấy dòng 3 làm chuẩn và xử lý các dòng ở phía dưới. Làm như vậy, cứ làm như vậy thì cuối cùng ta được một cái định thức của ma trận tam giác trời. Hiển nhiên là nếu như mà có nhận xét tốt á thì có thể là mình sẽ làm nhanh hơn. Nhưng mà đây là một cách làm cơ bản, cách làm tổng quát, nghĩa là nếu như em cứ dùng cách này thì cuối cùng em sẽ đưa được về một cái định thức ma trận tam giác trên. Và lúc đó thì giá trị của định thức bằng tích các phần tử nằm phía trên đường chéo chính. Như vậy định thức này nó bằng 1 nhân trừ 1 nhân 3 nhân trừ 1 nhân 7, vậy là bằng 21. Các em xem ví dụ thứ hai. Tính định thức sau đây. Đây là định thức cấp 4. Bây giờ mình muốn tính nó, nếu ta sử dụng cái phương pháp như vừa rồi đó, ta đưa cái định thức cấp 4 này nè về định thức của ma trận tam giác trên, thì có phải là đầu tiên ta làm cho số, ta giữ nguyên dòng 1 nè, ta làm cho các số 1 này, các cái phần tử nằm ở cái cột thứ nhất mà ở phía dưới đường chéo chính nó bằng 0, có đúng không? Vậy thì ta giữ nguyên dòng 1 và lấy dòng thứ hai này nè trừ đi 1/4 dòng thứ nhất thì chỗ này sẽ là số 0 này. Lấy cái này trừ đi 1/4 dòng thứ nhất là số 0. Ta cứ làm như vậy đó. Làm như vậy thì tốt rồi, nhưng có một điều là nó sẽ ra lớp số đó, nhưng có một điều là cái việc tính toán mà theo phân số á thì nó cũng hơi phức tạp một tí. Khéo hơn một thì chúng ta sẽ đổi cái dòng thứ hai lên dòng thứ nhất và đổi dòng thứ nhất xuống dòng thứ hai. Hiển nhiên khi đổi như vậy thì định thức nó sẽ đổi dấu. Nhưng mà nếu cái dòng thứ nhất này là phần tử đầu tiên là số 1 thì tính toán cái dòng dưới nó dễ hơn. Tức là muốn các cái phần tử nằm ở cái cột thứ nhất nó bằng 0 á, thì em chỉ cần là nhân số nguyên thôi, thay vì là em nhân phân số như vừa rồi. Ở đây tôi chỉ cho em một cái cách khác, ta xử lý khéo hơn. Em có thấy rằng là ở tất cả các cái dòng thì tổng các phần tử trong các dòng này nó bằng nhau không? Tổng đều là 7 hết nè. Hoặc là tổng tất cả các phần tử trong các cột này nó đều là 7. Như vậy thì tôi sẽ làm như sau. Tôi thay dòng 1 bằng cách cộng nó vào, cộng dòng 2 vào nó, cộng dòng 3 vào nó, cộng dòng 4 vào nó. Tính chất vừa rồi đó rằng là khi mình lấy một cái dòng của định thức mình cộng vào k lần dòng khác thì định thức nó không thay đổi. Như vậy thì D nó bằng gì nè? Cộng vào dòng 1 ta được là chỗ này là 7, rồi số 7, số 7, số 7. Nó giống nhau như vậy đây. Ba cái dòng sau ta để nguyên. Nhờ cộng vào nó cùng là số 7 như vậy, cho nên mình dùng cái tính chất rằng là nhân tử chung của một dòng có thể đưa ra ngoài dấu định thức. Vậy thì ta đưa số 7 ra ngoài. Lúc này dòng thứ nhất còn lại là 4 số 1. Các cái dòng khác ta để nguyên. Mục đích của việc làm này là để làm gì nè? Là để cho cái dòng thứ nhất này nè, nó có cái phần tử đầu tiên này là số 1 thì xử lý các cái dòng phía dưới nó dễ hơn. Thay vì làm phân số, ta làm số nguyên. Và để đưa định thức này về định thức của một cái ma trận tam giác, có phải là mình sẽ làm cho cái phần tử A21, A31 và A41 này bằng 0 không? Và muốn như vậy ta làm sao? Ta lấy dòng 2, ta trừ dòng 1. Ta lấy dòng 3 trừ dòng 1 và lấy dòng 4 trừ dòng 1. Lấy dòng 2 trừ dòng 1, kết quả ta được này, 1 trừ 1 là 0. Rồi chỗ này là 4 này, trừ đi 1 này, chỗ này là số 3. Rồi 1 trừ 1, chỗ này là số 0. Chỗ này cũng là số 0. Lấy dòng 3 mà trừ dòng 1. Đấy, 1 trừ 1 là 0. Đây 1 trừ 1 là 0. Rồi 4 trừ 1 là 3. 1 trừ 1 là 0. Dòng 4 trừ, ta được là 1 trừ 1 bằng 0. Lấy 1 này trừ 1 này, đó là số 0. Lấy 1 này trừ 1 này nè, là số 0. Lấy 4 trừ 1 là 3. Em theo dõi có kịp không? Cứ lấy từng dòng trừ nhau, tính toán cẩn thận, ta được kết quả như vậy.
Thế sau khi ta làm cái động tác là lấy dòng thứ hai, dòng thứ ba, dòng thứ bốn, ta trừ đi dòng một đó, thì cái định thức cuối cùng mình có được đây nè, có phải là định thức của ma trận tam giác không? À, mà nếu như vậy thì định thức này nó bằng tích các phần tử nằm phía trên đường chéo chính. Vậy ta có D bằng nè 7 nè, nhân với nè 1 nhân 3 nhân 3 nhân 3. Đây, kết quả cuối cùng D là 189. Ta xem thêm một ví dụ nữa đi, tập làm cho nó quen ha. Tại vì cái việc làm mà đưa một cái định thức ban đầu á, nó không có gì đặc biệt hết về định thức của một ma trận tam giác. À, cũng giống như là đưa một cái ma trận không gì đặc biệt về một cái ma trận tam giác, là cái việc làm mà chúng ta còn gặp rất là nhiều ở sau này, khi ta đi tìm hạn của một ma trận, khi ta giải một cái hệ phân định tuyến tính. Cho nên cái chỗ này thì cần phải làm nhiều để cho nó quen. Xin mời các em tiếp tục nè. Tính định thức sau đây. Rồi, định thức này là định thức cấp 4. Cái vừa rồi định thức cấp 4 ở trong ví dụ 2 á, tổng các phần tử trong từng dòng từng cột nó đều như nhau, đều là 7. Còn ở đây thì sao? À, tổng các phần tử trên từng cột thì nó bằng nhau. À, cột thứ nhất có tổng các phần tử là 5. Cái tổng này thì lớn hơn 5, không có giống nhau. Nhưng để ý kỹ thì tổng các phần tử trên từng dòng thì nó giống nhau. Trên dòng này là 2 cộng 2 là 4 cộng 3 là 7, đây là 11. Dưới này 4 cộng 3 cộng 3 cộng 1 cũng là 11. 4 cộng 4 cộng 2 cộng 1 cũng là 11. Dưới này 5 cộng 3, 8 cộng 2 là 10 này, cũng là 11. Như vậy là tổng của các cái phần tử trên 4 cái dòng này nó như nhau, nó đều là 11. Điều đó nó gợi ý cho mình là thế này, ta làm giống như ví dụ 2. Ta cộng vào cái cột thứ nhất, cột 2, cột 3, cột 4. Lấy cột 1, cộng vào cột 2, cộng vào cột 3, cộng vào cột 4. Thì theo tính chất cộng như vậy thì định thức nó sẽ không thay đổi. Vậy ta được D bằng như này. Đó, cột đầu tiên là 11 hết. Ba cột sau ta để nguyên. Làm gì nữa nè? Giống như ví dụ 2, ta lôi 11 ra làm nhân tử chung. Nhân tử chung của một dòng hoặc một cột thì có thể đưa ra ngoài định thức. Như vậy thì cái cột thứ nhất nó còn lại 4 số 1. Ta để nguyên ba cột sau. Lại tiếp tục làm giống ví dụ 2. Để đưa cái định thức cấp 4 này về định thức của ma trận tam giác trên thì ta cần cái A21 là số 1 này nè, A31, A41 này là số 0. Vậy thì ta sẽ lấy dòng 2 trừ dòng 1, lấy dòng 3 trừ dòng 1 và lấy dòng 4 trừ dòng 1. À, lấy dòng 2 trừ dòng 1 thì chỗ này mình sẽ được nè. À, 1 trừ 1 là 0. 3 trừ 2 chỗ này là 1. 3 trừ 3 chỗ này là số 0. 4 trừ 4 là số 0. Tiếp tục, dòng 3 trừ dòng 1, 1 trừ 1 là 0. 2 trừ 2 là 0. 4 trừ 3 là 1. Chỗ này 4 trừ 4 nó là số 0. Em làm tương tự như vậy thì em sẽ được cái kết quả của dòng thứ tư nó như thế này. Sau khi biến đổi thì em thấy rằng cuối cùng thì mình được định thức của một cái ma trận tam giác trên. Khi đó thì định thức này nó bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính, thì 1 nhân 1 nhân 1 là 1 nhân 11 và phía trước nó ra 11. Vậy ta tính được cái D này bằng 11. Qua cái ví dụ số 2, số 3 đó thì em thấy là nó có cái cách làm nó giống nhau, đó là khi mình phát hiện ra là tổng của các phần tử trên một cái dòng, trên các dòng và các cột nó bằng nhau, thì ta hay cộng dồn vào trong một cái dòng nào đó hoặc cộng dồn vào trong một cái cột nào đó, rồi ta đưa cái nhân tử chung giống nhau đó đó, ta đưa ra bên ngoài dấu định thức đó. Để làm chi? Để cho cái dòng thứ nhất này nè, cái phần tử đầu tiên này nó là số 1, thì xử lý các dòng ở phía dưới nó nhanh hơn. Cái thứ hai á, là ở ví dụ 2, ví dụ 3 này nè, thì em thấy là sau khi mà mình giữ nguyên dòng thứ nhất, mình lấy các dòng phía dưới á, mình trừ đi dòng 1 thì ra ngay kết quả là một cái định thức của ma trận tam giác. Tôi làm như vậy là do cái thời lượng nó có hạn, cho nên là mình làm cho nó đặc biệt thì ra ngay một cái định thức tam giác liền. Chứ còn trong thực tế có thể là khi em giữ nguyên dòng 1, em lấy dòng 2, dòng 3, dòng 4, em trừ đi dòng 1, nó chưa ra liền cái định thức của ma trận tam giác. Thì lúc đó ta làm sao? Thì ta trở về ví dụ 1.
ta làm như thế này nè, nhắc lại nghe, ta giữ nguyên dòng 1, ta xử lý dòng 2, dòng 3, dòng 4. Nếu chưa ra định thức tam giác, ta tiếp tục giữ nguyên dòng thứ hai. Đương nhiên là giữ nguyên dòng 1 rồi, giữ thêm dòng thứ hai, lấy dòng thứ hai làm chuẩn để xử lý các dòng phía sau. Rồi, rồi đến tiếp tục giữ nguyên dòng thứ ba, xử lý các dòng ở phía dưới nó. Cứ làm liên tục như vậy thì cuối cùng sẽ được định thức của một cái ma trận tam giác trên. Ví dụ thứ tư, chứng minh rằng các định thức sau đây bằng không. Định thức thứ nhất, định thức này nhìn vào đây nè, nó có gì đặc biệt? Thì em thấy rằng là ở đây ta có sin 3t, chỗ này có sin t, chỗ này có sin mũ 3t. Sin 3x này, sin mũ 3x, sin x, tương tự là sin 3y, sin mũ 3y và sin y. Thế nếu em nhớ lượng giác á, thì em thấy rằng là mình có một công thức cộng là sin, công thức nhân rằng là sin 3t thì nó bằng là 3 sin t trừ 4 lần sin mũ 3t. Như vậy là cái dòng này nè, nó có liên quan đến hai dòng này. Đó. Sin 3t là 3 sin t gấp 3 cái này trừ đi 4 lần sin mũ 3t trừ đi 4 lần dòng này. Cái điều đó là nó gợi ý cho mình cách xử lý D1. Ta làm sao? Đầu tiên ta nhân 3 cho dòng 1, ta muốn ra 3 sin t mà, là nhân cho 3. Thì khi nhân số 3 cho một dòng của định thức, tức là nhân tất cả các cái số hạng này cho 3 này. Rồi. Tiếp tục ta nhân 4 cho dòng thứ hai, em được kết quả là 4 sin mũ 3t, 4 sin mũ 3x, 4 sin mũ 3y. Được chưa? Nhưng mà có một tính chất ở phía trên rằng là khi em nhân một con số với một dòng của định thức thì định thức mới nó bằng k lần định thức cũ. Như vậy ở đây là mình vừa nhân cho 3 rồi vừa nhân cho 4, coi như là mình đã nhân cho 12. Vậy thì cái định thức mới này nè, nó bằng 12 lần cái định thức cũ D1 của mình. Rồi. Thế ta vừa nói rằng là cái sin 3t thì nó có quan hệ giữa 3 sin t với lại 4 sin mũ 3t, là sin 3t thì bằng 3 sin t trừ 4 sin mũ 3t. Đúng chưa? Vậy thì ở đây nè, tôi sẽ lấy dòng 1 trừ dòng 2. Lấy dòng 1 trừ dòng 2 coi như là lấy dòng 1 cộng với k lần dòng 2 với k là trừ 1. Thì theo tính chất mình học, ta làm cái động tác đó thì định thức nó sẽ không thay đổi. À, vậy thì ta được kết quả là lấy dòng 1 trừ dòng 2 thì ở trên là sin 3t, sin 3x, sin 3y. Hai dòng dưới mình để nguyên. Mà định thức cuối cùng này thì mình có dòng 1 với dòng 2 nó bằng nhau. Ta có một tính chất, nếu định thức mà có hai dòng giống nhau thì định thức bằng không. 12 lần D1 bằng 0, vậy thì D1 bằng 0. Ta chứng minh xong. Bây giờ xem thử D2. Câu hỏi vẫn là tại sao mà cái định thức D2 này nó bằng 0 này? Ta chứng minh D2 bằng 0. Ta đã có cái kinh nghiệm của cái ví dụ 2, ví dụ 3 ở phía trên. Mình nhận thấy rằng là cái định thức này nè là một định thức cấp 3. Hiển nhiên là em có thể dùng Sarius em khai triển định thức cấp 3 này ra, rồi em tính toán một hồi thấy bằng 0, em kết luận ra bằng 0. Tuy nhiên việc làm đó nó hơi phức tạp. Mình thấy rằng là nếu như mình cộng cái cột thứ nhất với lại cột thứ hai của định thức này thì mình được đều là A cộng B cộng C như nhau. À, nó gợi ý cho mình như thế này đây. À, ta lấy cột 1 cộng vào cột, lấy cột 2 cộng vào cột 1, ta được kết quả là đều là A B C hết. Hai cột sau ta để nguyên. Rồi. Thì cột 1 này nó có cái nhân tử chung là A cộng B cộng C. Vậy thì ta đưa A cộng B cộng C ra bên ngoài. À, như vậy là cái cột thứ nhất có phải là còn lại là 3 con số 1 không? Hai cột sau ta để nguyên. Đến đây thì rõ ràng rồi. Định thức này nó có hai cột bằng nhau. Thì theo tính chất định thức này bằng 0. Không nhân cái này bằng 0. Chứng minh xong. Định thức D3, ta cũng phải đi chứng minh rằng định thức này bằng 0. Cũng như hồi nãy, nếu như các em dùng Sarius khai triển cái này cũng được thôi, nhưng mà tính toán nó hơi phức tạp. Ở đây ta thấy nè, đây là các lượng giác. Mình nhìn vô mình thấy là sinh bình với cốt bình thì mình thấy nó có mối liên hệ với nhau. Nó có một cái hệ thức cơ bản trong lượng giác rằng là sinh bình cộng cốt bình là 1. Như vậy nếu mình lấy cái cột thứ nhất cộng vào cột thứ hai, cộng dồn vào cột thứ nhất như thế này, thì có phải đây là ba con số 1 không? À,
điều đó là gợi ý cho mình lấy cột 1, đổi cái cột 1 bằng cách lấy nó cộng với cột 2. Khi việc làm này, định thức nó sẽ không thay đổi nha. À, khi thay đổi một cột bằng cách lấy nó cộng với k lần một cột khác, định thức không thay đổi. Ta làm như vậy thì ta được nè. À, cộng vào sinh bình cộng cốt bình là 1. Ở đây cũng có sinh bình y cộng cốt bình y là 1, sinh bình z cộng cốt bình z là 1. Rồi. Hai cột sau ta để nguyên. Đến đây tại sao d3 bằng 0? Thì nó bằng 0 bởi vì ta có tính chất rằng là hai cái cột của định thức mà tỷ lệ với nhau thì định thức bằng 0. Thì ở đây cột thứ 3 nó tỷ lệ với cột thứ nhất, cột thứ 3 bằng 2 lần cột thứ nhất. Kết luận định thức bằng 0. Rõ ràng là cái việc vận dụng tính chất nó làm cho cái công việc tính toán chứng minh của mình nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều khi mà mình cứ khai triển định thức. Xin mời các em theo dõi ví dụ thứ 5. Chứng minh rằng định thức này bằng A trừ B nhân B trừ C nhân C trừ A. Nếu các em khai triển cái vế trái này bằng Sarius nè, và bên tay phải này em cứ nhân phân phối nó vào, rồi em cầm hai kết quả đó em so sánh với nhau, em thấy là tính bằng Sarius bên trái nó ra như vậy, bên phải nó cũng ra như vậy, kết luận có đẳng thức này. Điều đó được, nhưng không hay. Ta để ý rằng là cái vế bên tay phải đó nó là tích của ba thừa số. Mình có A trừ B, B trừ C, C trừ A. Như vậy tôi tìm cách tôi làm cho cái vế bên trái này nè nó thành tích của ba thừa số này. Thế ở đâu mà có C trừ A? Thì mình thấy là nếu như lấy cái dòng thứ ba này mà trừ dòng thứ nhất thì có phải có được cái C trừ A ở đây không? Ở đây có B trừ C. Nếu lấy dòng thứ hai, ở đây có A trừ B nè, A trừ B. Nếu lấy dòng thứ hai mà trừ đi dòng thứ nhất thì có B trừ A. Ta đổi dấu một cái là có A trừ B. Điều đó nó gợi ý cho mình là sao? Mình hãy lấy dòng 2 và dòng 3 trừ dòng 1. Cái cách làm này nè là nó giống như là cái cách mà đưa một cái định thức không gì đặc biệt về định thức của ma trận tam giác đó. Ta giữ nguyên dòng 1. Ta lấy dòng 2 trừ dòng 1 thì ta được kết quả như vậy. Lấy dòng 3 trừ dòng 1 thì em được kết quả là 0 C trừ A, C bình trừ A bình phương. Bây giờ em rút nhân tử chung ra bên ngoài đi. Dòng thứ hai em lôi B trừ A ra ngoài. Thì có phải em còn lại chỗ này là 0, 1, B cộng A không? Lấy dòng thứ ba em đưa C trừ A ra ngoài. Thì em còn lại là 0, 1, C cộng A. Bây giờ được hai nhân tử chung giống nhau rồi. Bây giờ nếu em lấy dòng thứ ba em trừ dòng thứ hai thì kết quả của em chỗ này là C trừ B. Có đúng không ạ? Và rút C trừ B ra ngoài thì ta được cái gì? B trừ A nhân C trừ A nhân C trừ B. Thế nên rút C trừ B ra, hoặc đây là định thức của ma trận tam giác, thì bằng tích các phần tử nằm trên đường dấu chính và ta đổi dấu thì ta có kết quả D bằng chữ này. Đó. Như vậy là nhờ vận dụng cái tính chất một cách linh hoạt, ta đã chứng minh được là hai vế bằng nhau.